Xin chào các bạn đã đến với kênh của Cương Hải Phòng. Hôm nay Cương Hải Phòng cho các bạn xem hình ảnh của cây cam không hạt nhé. Hoa nở bốn mùa luôn, đây các bạn nhìn này. Đấy. Cái cây cam này nó ra quả quanh năm luôn, đấy, tứ quý luôn nhé. Đấy, quả nó như thế này, ruột đỏ, đây là nó vẫn còn xanh, nhỏ. Một cây của nó nếu mà như tầm cây này là cao khoảng 2 mét, gốc rộng khoảng 5 cm là nó cho một năm là rơi khoảng một tạ quả các bạn nhé. Đây rất là sai, cam không hạt. Cái này nếu mà muốn lấy giống của nó thì anh em mọi người chỉ có lấy mắt thôi. Đây lấy những cái mắt này để ghép sang cây cùng họ nhà nó, cùng với cây cam, cây quýt là ok này nhé. Đấy, cam quýt chanh này đều họ nó, bồng bưởi đều vậy. Đấy. Đều nói chung chỉ ghép thôi chứ không lấy giống được. Lấy giống bằng hạt thì không có. Cái này nó xuất xứ gốc là dại từ Venezuela, còn cái mắt thì lại lấy từ Úc nhá. Nói chung là nó gọi là cam Úc ấy. Cam Úc ruột đỏ không hạt, hay còn gọi là cara cara nhá. Đấy. Cây này trồng cũng được 3 năm rồi mọi người nhé. Mà về cái giống này, về bệnh tật của nó thì đây, như thế này nó bị rầy thế này, bị rầy nhiều rồi nhện đỏ, mình không phun thuốc nó là coi như là nó sẽ bị nâu quá, nó bị hư cả cây luôn này. Còn sâu đục thân thì cây này vẫn chưa bị sâu đục thân, mới bị rầy thôi, bị rầy nhưng mình chưa phun. Đấy, bị rầy rất là nặng nha các bạn nhé. Nói chung cây về chất lượng thì là cam này ăn rất là ngọt. Giá thị trường nó khoảng 50.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, trong Lâm Đồng nó trồng rất là nhiều. Nói chung quả nó vẫn còn xanh này. Quả vẫn còn xanh.